Cuộc đối đấu giữa đội TUIE U23 Philippines và U23 Malaysia hứa hẹn sẽ đem đến một chiến thắng tưng bừng cho Malaysia trong lượt trận thứ hai của bảng H ở vòng loại U23 châu Á 2024. Về lý thuyết, Philippines vẫn còn cơ hội để tranh vé dự vòng chung kết. Điều kiện đặt ra là đội bóng này phải đánh bại Malaysia với tỷ số càng đậm càng tốt. Nhưng đó được coi là mục tiêu bất khả thi, bởi lực lượng của Philippines bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Malaysia. Trước Thái Lan, Philippines đã chấp nhận thế trận chịu đòn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù rất nỗ lực nhưng Sĩ Luyên và đồng đội không tài nào chống đỡ được đội chủ nhà, để rồi phải nhận thất bại với 5 bàn không gỡ. Malaysia được đánh giá có trình độ tương đồng với Thái Lan, nên dự đoán thế trận một chiều lại diễn ra. Chắc chắn, đoàn quân của ông Elavarasan sẽ nhập cuộc với quyết tâm phải thắng càng đậm càng tốt để cạnh tranh ngôi vị đầu bảng với Thái Lan. Malaysia sở hữu lối chơi tấn công đa dạng. Các mũi giáp công của đội bóng này khá lợi hại. Nhưng vấn đề Malaysia cần cải thiện trong cuộc đối đầu với Philippines là khâu dứt điểm. Điều đó đã được thể hiện trong chiến thắng nhẹ trước Bangladesh. Nếu không phung phí cơ hội, đội bóng đứng thứ tư U23 Đông Nam Á 2023 đủ sức để giành một chiến thắng đậm. Cách đây gần một tháng tại giải U23 Đông Nam Á, đội tuyển U23 Philippines thi đấu tại bảng C và bị loại từ vòng bảng sau một trận hòa và một trận thua. Họ chung bảng đấu với đội tuyển U23 Việt Nam nên không thể cạnh tranh ngôi nhất bảng, trong khi đó so thành tích nhì bảng để tiến vào bán kết. U23 Philippines xếp dưới U23 Indonesia. Trong khi đó, tại giải U23 khu vực Đông Nam Á, U23 Malaysia tiến vào bán kết với thành tích thắng tuyệt đối tại vòng bảng có cả U23 Indonesia. U23 Malaysia chỉ chịu thất thủ trước nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam ở bán kết và thua Thái Lan trên chấm luân lưu 11m ở trận tranh hạng ba. Rõ ràng U23 Malaysia đang có phong độ và trình độ vượt trội so với U23 Philippines, nên nhớ ở giải đấu trên đất Thái Lan, U23 Malaysia không có đội hình tốt nhất do các câu lạc bộ của họ không chịu nhả cầu thủ trẻ. Được biết, vòng loại giải U23 châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội bóng. Các đội chia làm 11 bảng đấu, 10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Kết thúc vòng loại, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết tại Qatar. 3 đội đạt thành tích cao nhất giải U23 châu Á 2024 sẽ giành quyền góp mặt ở môn bóng đá nam Olympic 2024 tại Paris. Trong khi đó, đội đứng thứ tư sẽ đá play-off tranh suất đến Paris với đại diện của bóng đá châu Phi là Guinea. Trở lại trận đấu giữa đội tuyển U23 Philippines và U23 Malaysia, từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán kết quả đội tuyển U23 Philippines và U23 Malaysia sẽ là chiến thắng 0-4 nghiêng về những chú hổ Mã Lai. Được biết trận đấu giữa đội tuyển U23 Philippines và U23 Malaysia sẽ diễn ra lúc 16h30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2023. Theo bạn, giữa U23 Philippines và U23 Malaysia, đội tuyển nước nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.